Chào các bác nhé, để phục vụ các bác làm nông nghiệp, làm vườn, đi săn bẫy thì bên em có cái bộ đồ lội nước rất chi là tiện lợi này để gửi tới toàn thể các bác. Thì với cái bộ đồ lội nước này thì bên em sẽ có hai mẫu nhé. Phổ thông nhất là hai mẫu này các bác đang sử dụng nhiều nhất là cái màu giàn di. Thì chất liệu của nó thì đây một cái bộ giàn di, đây là bộ mỏng sẽ ở trong này. Em sẽ bỏ ra vào chi tiết để cho các bác nhà mình được biết. Cái bộ này thì nó sẽ có đủ kích cỡ nhé, từ 39 tới 42 tùy theo kích thước của các bác. Cân nặng bao nhiêu thì hãy báo với em thì đặt hàng. Một cái bộ như thế này thì các bác nữ cũng có thể dùng được mà các bác nam có thể dùng được nhé. Các bác nữ có đi cấy thì cũng có thể mua cái bộ này để cho nó sạch sẽ này. Cái này thì kích cỡ nhỏ nhất là cỡ 39 nhé. 39 là dành cho các bác nữ nhà mình đi cấy đấy. Đây. Cái ủng của nó thì chất liệu của nó mềm mại, các bác cảm giác như là cái ủng cấy của các bác ấy, nhưng mà cái đế của nó sẽ là đế dày và chất liệu những cái ủng này nó cũng sẽ dày dặn hơn rất nhiều nhá. Đấy, cái này thì nó là may liền. Các bác xem này, đây là liền liền hết thân quần như thế này. Đấy các bác cứ theo dõi một chút để em nói giá luôn để cho toàn thể các bác được tham khảo. Thì cái bộ này chất liệu của nó sẽ mỏng hơn nhá, còn cái chất liệu của cái bộ yếm kia nó sẽ dày hơn được các bác kìa. Cái bộ yếm đấy thì dành cho các bác trai đi đánh cá, các bác mà đi săn bẫy, đi lội hồ thì các bác sẽ sử dụng cái bộ kia. Cái bộ kia thì nó sẽ chất liệu, nó sẽ dày dặn hơn và nó sẽ nặng hơn. Đấy thì với những cái bộ này thì bên cửa hàng em đã gửi đi trên mọi miền Tổ quốc. Bên em bán hàng và nhận ship nhá. Khi các bác mà xem được cái video này của em, các bác mà đang cần cái bộ như thế này thì hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại là 0869 054 295. Đó là số điện thoại chính của bên em có Zalo, của cả Facebook. Các bác có thể kết bạn để xem trước tất cả những mẫu khi đặt hàng. Đấy. Thì với cái bộ này thì đảm bảo với các bác mặc không bao giờ tụt nhá. Có nhiều bác thì cũng lo là khi mặc nó tụt, nhưng đảm bảo nó sẽ không tụt đâu các bác ạ. Rất chi là ôm chắc. Cái này thì các bác sẽ mặc tới ngang tới trên rốn đấy ạ. Đấy, trên ngang bụng đấy. Rất chi là chắc và chặt chẽ nhá. Thì cái bộ này nó là chất liệu cao su mềm như các bác nhìn này. Đây chất liệu nó sẽ y như thế này nhá. Bên em bán bằng hình ảnh video để các bác nhận hàng nó sẽ y như thế này. Để các bác tưởng tượng cái bộ nó mềm như thế này này. Rất chi là mềm mại, mặc rất chi là dễ nhá. Đây là ủng liền. Đủ các kích cỡ để gửi tới các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đấy các bác mà yêu cầu số bao nhiêu khi các bác đặt hàng chỉ cần báo mẹ em cân nặng, địa chỉ, số điện thoại thì em sẽ gửi đến tận nhà các bác với tất cả những cái mẫu này nhá. Giá thì đảm bảo là sẽ hợp lý nhất khi các bác mà tham khảo mua. Với một cái bộ như thế này thì bên shop em đang gửi tới các bác là 250.000 giá bao ship. Đấy, một cái quần quần ủng, quần lội nước. Cũng rất nhiều video em đi lội ao hoặc là đi làm dưới ruộng để gửi tới các bác cái mẫu đồ lội nước tiện lợi này. Một cái bộ rất là thông minh. Đấy. Thì chất liệu thì các bác khi xem video được cái mẫu này thì các bác thấy nhá, nó là chất cao su mềm. Và những cái đường dính của nó thì đây nó là đường dính, đường dập hết nhé. Chứ không may, cái bộ này mà may thì nước nó ngấm hết vào người. Không may đâu các bác ạ. Đường dính hết này các bác này. Từ cao cấp đến mẫu trung bình nhé. Thì đây là cái mẫu quần. Còn nếu như các bác mà cần bộ yếm thì bên em có bộ yếm đây nhé. Bộ yếm thì cái chất liệu của nó cũng hoàn toàn là nhựa trong, nhựa dẻo. Dẻo như cao su ấy các bác này. Nó dẻo như cao su ấy. Hàng cao cấp chất lượng nhé. Đấy, với cái bộ này thì bên em nhận ship đi cả nước, bao ship toàn quốc luôn. Các bác ở đâu em cũng bao ship các bác tới bộ này, đối tận tay các bác, bán giá bao ship nhá. Các bác không lo mất tiền ship, chỉ cần đặt hàng để lại địa chỉ và số điện thoại thôi. Hàng tới tay các bác thì các bác kiểm tra hàng trước khi trả tiền, đúng sản phẩm như thế này. Đấy, bên em bán hàng mà hình ảnh video các bác nhận được hàng cũng sẽ in như thế này luôn nhá. Đấy thì em cũng vừa chi tiết về cái bộ đồ lội nước để gửi tới các bác. Đấy, các bác hãy để lại địa chỉ hoặc số điện thoại ở dưới cái video này. Em sẽ gọi lại để tư vấn các bác về tất cả các mẫu nhé. Và các bác mà quan tâm đến nhiều đồ hơn, đừng quên ấn like, chuông và ấn vào nút đỏ đăng ký để mỗi lần em đăng tải một cái video về những cái sản phẩm khác, các bác sẽ nhận được thông báo nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau ạ.